trên hay sao. Toàn gỗ ấy. Đâu xây xây đâu vậy? Xây bên ngoài ấy. Xây bây giờ phải xây cái nền nó rộng rộng ra đấy ạ. Đâu 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 em đâu rồi, anh không thấy ta. Đây đây. Cá mập lai cắn rồi. Quá. Cho em miếng thịt cá mập nè. Đấy, xe. Rồi. Đâu đâu đâu. Em tính xây chỗ chỗ nào? Đây, đây anh xe bên này anh. Đừng 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 xây ở ngoài phía sau em, cái này cái đầu tàu mà. Đâu tàu anh. Ok. Cái này là cái đầu tàu để cho nó chạy mà. Ra đây anh chỉ cho. Xây đây. Đây nè, chỗ hai cái võng nè em. Ok. Đó. Em xây cái mặt sau này nè Bích. Ok nghe. Nhưng mà ít nhậu hả, em phải đi nhậu nữa. Vậy vậy kim anh có ý tưởng như vậy nè. Mình xây một đường dài ra xíu, kiểu như là một cái bè nhỏ vậy đó, em hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như nè, mình xây dài cái tấm gạch mình đóng 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 ra xíu, hai ba lớp gì đó, hai ba ôi đó. Xong như là mình xây một cái nền to gì đó, mình xây một cái nhà lên hoặc một cái tàu gì đó em. Rất đẹp, xây ra đẹp đẹp luôn, gõ về từ. Tớ kiếm đâu nguyên liệu nhựa nhỉ? Ủa cái gì ấy? Láo ấy à. Chết rồi. Em giết anh. Đâu nhỉ? Không có nhựa thì em phải đi kiếm chỗ nào cho nhiều đồ vậy nhỉ? Mình chạy vào biển rồi ở cái lát tắt vô mình lượm. Chả nhiều nhiều đồ tí cho mấy chỗ này ít đồ quá. Ok, để anh chặt cây cho em tối rồi. Cầu gỗ nhiều lắm em. Đúng rồi, còn gỗ nhiều lắm. Đâu nhỉ, em chưa có gì, em chỉ cái gì quá. Có dư cái gì đâu nhỉ nhỉ. Dư anh. Rìu 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 đây 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 em đây em. Phá bớt nhà đi. Chặt chặt mấy cây dừa đi em, để anh lấy gỗ đi, không còn cái miếng nhựa nào luôn em. Nhựa đúng rồi, nhựa ấy. Hôm qua em thấy nhựa nhựa hết rồi. Làm gì cho tạo ra nhựa được vậy nhỉ? Để anh suy Chỉ tạo được ra gỗ với lá cây không tạo được ra nhựa nhỉ? coi. Ảo thật đấy. Đây. Sao em cho hạt vào rồi nó không lên nhỉ? Anh cho hạt nó lại lên luôn nhỉ? Nó có hạt cây dừa anh. Tại vì anh mát mát tay. À, đây là hạt ăn à? Thế em vứt vào đây, em vứt vứt cái gì ạ? Có hòn đảo nè. Rồi, tạt ở đây nha. Mà đảo không có nhựa nhờ. Đúng rồi, đảo này không có nhựa đâu. San hô, xuống lặn đây san hô. Ui. Đẹp anh ạ, san hô đẹp lắm. Để anh lái vô.
người biết anh nhặt được một cái gì không? Vỏ sò ấy ạ. Sò đem về xin anh làm ngư sò ngư hấp xả cho ăn luôn em ơi. Em thích ăn ngư hấp xả hay là nướng mỡ hành bớt? Em thích chiên Tiền giờ thì anh có món gà KFC. Anh em đi em ơi, thôi để anh thả rồi, thả rồi. Xây được nhà lên trên này ngon đấy à? Có xây được không ạ? Có hình như mình xây à, không xây được nhà trên này nhỉ? Không không trên đảo nó không cho mình xây Xây luôn của nhà trên này ở. Nhiều cây dừa quá. Dứa. Ừ, hôm nay anh dậy sớm mà anh chưa đi ngủ ấy. anh á hả? Đúng rồi. Anh cũng như là dậy sớm rồi. À, hôm nay kiểu thời tiết xấu dậy sớm. Đêm qua anh ngủ đúng không? Xíu à. Biết ngay. Hết rồi. Cây cây gì đây? Tre. Bây giờ bắn zombie ở anh biết có bắn zombie ở trong GT5 là như nào ấy. Cái server đó là nó bắn zombie em Sao lại có cả chán đó zombie? em, là anh qua anh chơi thử rồi Có cả zombie à? À, thế là mình đi cái server đó là nó có zombie, mình đi đi bắn tụi nó thôi mà chán lắm. không nó mở ấy, có cái server Zoplay mà nó sắp mở cả bắn zombie luôn đấy, nó kết hợp đây ạ. Ừ, thế là server em nó sắp mở cả bắn zombie rồi, 1 2 tuần nữa thì đây. Tối nay bên server em có sự kiện sinh tồn trên đảo hoang nó như kiểu PUBG anh ạ, cho sinh tồn, cho ra ngoài đào khỉ hết, xong rồi 25 đội, khoảng 25 30 đội ấy, cho ra ngoài đào khỉ xong rồi đấm nhau. Thằng nào thắng thì ấy. Thắng thì được giải 250.000 thì. Nhưng mà em nghĩ khó nhai quá. Mà vũ khí lại yếu lắm, em cũng toàn đấm chết mấy thằng dùng vũ khí đấy ạ. Mấy thằng dùng vũ khí em toàn lao vào đấm chết luôn. Tại nó dùng vũ khí thứ nhất là nó yếu, với cả nó đấm toàn trượt thôi. Với cả nó băm toàn trượt thôi. Đúng Đây đây vui mà. không? Để em lấy con cá này ăn đi em, Đây. con cá trên bếp đi. Ở đây mày đầy đồ rồi, bắt đây mày cất đồ đi, Nhiều đồ quá. đồ em đầy quá rồi. Xem có cái hòm nữa không? Đâu thấy gỗ. Tự nhiên lạnh ấy. Con này ra lông nhanh vậy ta, ngầu cắt đi làm lông Nước nóng. Tên này này. Bradisi.
vệ sinh này. nào em? Brad đi gì đây? Đâu, cái này chế lẩu gì ấy nhỉ? Đây nè, anh hướng dẫn nè, em nhìn vào mấy cái công thức dán trên bàn á, thì em bỏ cái số lượng tương ứng lên mấy cái ô trắng trắng nè trên bàn này là nó nấu nấu được rồi. Nhưng mà phải đúng nha, phải đúng công thức nha. Nè, dùng đồ nó lẩu bên hai thùng mình đặt này nè, nguyên liệu mình đủ lắm, em cứ coi công thức rồi em tìm. Tôi vô đi ngủ cho trời sáng rồi mình xuống bên nãy em ơi tối thui. Dậy trời vẫn tối anh. Không, cái này là sáng sớm của em. Em lặng mà em mà thấy con cá nóc mà em kêu anh nha, để anh giết nó, anh lấy cái lưới. Cá đuối anh ấy. Cá nóc em ơi, cá nóc màu vàng vàng á, Vâng, nó to hay là bé anh? bé nó bé bé à. Ồ, dưới đây đồ nhiều lắm, em ơi, rong biển luôn. Sao không múc được nước vào đây nhỉ? Anh ơi, sao không múc được nước vào đây nhỉ? Tôi chết Đâu lại rơi rồi. em, cái bình em còn còn nước không? Nếu mà bình em còn nước là không múc được. Đây nè, em múc nước chỗ này nè em. À, đúng rồi, dưới đây bên đây cũng có một cái lỗ nè, Bấm E nó không vào nhỉ? vào chứ, bấm E rồi bấm E vào cái lỗ trên. Đâu, bấm E không, tại vì rồi em bấm lại đi. E vô đây nè. Giờ được nhỉ? Cái thế Tại à? vì nãy trong cái nước nó đầy em ơi. Xịt đồ, nước này đổ đúng nào được. Đảo này không có gì không anh? Trên đảo đó có gỗ, Gỗ nhiều lắm này, giờ chỉ có nhựa. nhưng mà mình còn nhiều. Anh đang ở đâu ấy? Anh đang Lặn đây đúng anh đang lặn nè, anh lặn dưới nè. không? Ừ, thế là anh thấy cái gì ngụp lên ngụp xuống nhất tưởng còn gì kia cá mập anh ơi. Đúng rồi rồi anh chết rồi. Bắn chết nó luôn á. Anh có mà anh không không có xài. Xíu lên anh chế cho em cái, quên chứ em nhắc anh mới nhớ xài bình oxy chứ. Mang mấy cái sắt này, cái sắt này để làm gì anh nhỉ? Để xây nhà em còn em ơi, nhặt cái sắt đi, cái này là để xây cột á, để chế đinh luôn. Cái nhà phải có đinh, đồ biển này nhiều vậy ta, đã luôn. Thấy con cá nóc kêu anh nha, To hay là bé vậy nhỉ? nó màu vàng vàng mà nó nhỏ em ơi.
em thấy nó là em biết là tại nó khác biệt lắm, nó ngáo với mềm. San hô để chế bên oxy em, nhưng mà anh lấy cũng nhiều rồi, phần đấy anh mới lấy rồi. chế luôn anh ạ, chế em luôn cái bình oxy ấy. Ok em ơi, Em lặn cho ai, cứ lặn tí phải ngủ. về về thì đi anh chế cho. Đây đây mời. Nhìn có chai nhựa buồn cười quá chứ. Xài tạm đó là anh chế khác. Nghe tự đeo rồi sao à, mình phải đeo vào người đúng không? Đúng rồi, em đeo xuống cái áo em. Sao nó cái oxygen nó vẫn chạy này? Chạy chứ, nhưng mà nó lâu hơn chứ. À, lâu hơn một xíu rồi anh. Đúng rồi. Em tưởng là nó vĩnh viễn luôn. Mình Aquaman. Em thấy vẫn sao em vẫn thấy chạy nhanh ý nhỉ? Chạy à, em chưa đeo vẻ cay thật. Ôi chị đeo được úp mẹ cá mập lại chán sống rồi. Tao lên tao ăn uống nó xuống chơi với mày luôn này. Em ơi, cho em này nè. Rồi, cái ba lô đó em gắn vô cái áo đi. À, là được thêm hai ô nữa nữa phải không? Ngon, ngon luôn, là một đãi mời cái này ít. Nó hạn chế, khó chịu. Riêng cá mập à? Một hạ, Ủa? ba mày một hai ba chết nào. Ui nó lên nó cắn đau đấy nhở. Đâm nó hai cái không sai, cái thương của mình em bị yếu rồi. Lấy cái tên bắn đi chứ, đặt nó sao thì nào nó chết. Có cung có dư nào Em không? không có, em không có cung hả? Như Để là anh chế tiền tiền cung. tới công chuyện lâu rồi. Được, anh chế mình cũng anh đợi đợi em xíu anh nhá, em đi xuống phơi quần áo ấy. Chơi game mới.
em. Không, cổ là dính cái linh tinh. Sao hả? Không, anh em xuống em phơi mà ai mở máy giặt em ra là nó chưa vắt anh ạ, cay thế à. Em là phải bật lại, cay quá. Lên đây anh trồng mấy củ khoai tây. Làm bim bim mà anh. Đây hôm nay tuần này dậy sớm lắm, mọi lần em phải ngủ đến mọi lần em ngủ mãi tận mấy giờ nhỉ, mọi lần em ngủ đến tận chiều tối mới dậy anh ạ. em hả? Hôm nay thì dậy sớm ấy. Em lấy cung dưa bích Cung anh để đâu anh? để trong thùng nè. Thùng này nè em, thùng này anh mới tạo nè. Tí chết đói ạ. Tùng này em ơi, tùng ở trong, cùng nè, tùng trong cùng à. Đâu anh ơi? Em còn gỗ, em quăng qua mấy gỗ đi, anh tạo cung tên chưa? Ông phải tạo vào cung tên đây. Quăng qua anh mấy cái gỗ đi, anh tạo cung tên. Hết gỗ rồi anh. Gỗ nhiều mà. Gỗ không cầm trong người nhưng mà nói chung là trên kia nhiều á. Ở mấy hòm này nhiều lắm. Ở trong đây có mấy mũi tên nè em. Đâu anh? Ở mũi tên đâu anh? Cái hộp mà hồi nãy luôn á. Hồi nãy em thì có đâu anh. Ở đây 11 cái đây anh. Em có cái gỗ nào không? Ở đây em hết rồi. Nhưng mà trên này nhiều lắm. Quăng mấy gỗ Để em chạy lên em lấy không? Trên này nhiều mà. anh chơi chứ đừng Ok. Đây anh ơi, gỗ đây 40 gỗ đủ không anh? đời thôi mà Để em phật nhá. Trời ơi. đây anh bỏ cùng cùng lên nhau nữa. Bắn cá mập luôn. Bắn cá mập lấy thịt nướng ăn đói quá ạ. Đấy, anh bảo tên giờ thấy không? Em thấy đây ngay. Chết với em à. Đâu nhỉ? Dứa. Em ăn dứa được. Ít quá ạ. Anh có đồ ăn cho em một cái. Đến đây em đã được.
À đây đây đang này có đây, đây còn nhiều cá quá. Đùi gà này. Sao có cả đùi gà này anh? Chưa kịp nhìn thấy nó cắn nó phát rồi. Anh ấy bắn cái gì sao không bắn được nhỉ? Đâu đâu cũng đây bán nè. Cá mập đâu? Nó đâu anh nhỉ? Chờ nó tới gần nó thả miệng nó cắn em á, em bắn vô miệng nó cái Nó chạy không anh? Là nó chạy đi à? Hay là cắn mình phân nữa? đâu rồi nó chạy đó, rồi nó chạy đi nè, rồi em chờ nó quay quay lại em bắn tiếp. Ôi ôi. Bắn trượt rồi anh ơi. Để em bắn lại. Bắn vô miệng em. Lúc mà nó gần cắn mình nó quay lại chưa nhanh rồi đó. U này. Để hồi xí đã. Sắp thịt cá mập ăn rồi em ơi. Bắn em. Chết với tao. Mày chết với tao. Ok à. Tại em chưa Chết rồi em ơi. chưa dâng cung kia được con này láo. Chết rồi. Lấy em. Ok láo chút Anh thôi à, ở đây lấy 4 miếng thịt đã đủ rồi, không phải lấy da nó làm gì đâu, vứt đi nhỉ. lấy cái đầu nó dục đi. Em lên em nướng luôn. Nhiệt độ ăn quá, thôi nướng bếp trên. Đi đâu cũng chưa. Cho nên vẫn cá, con cá từ vừa nãy. Đây cá gì, cá gì nhìn nó khủng khiếp quá. Ô con cá này ai cầm được anh? sao em À, cá này ăn nè, muốn là ăn túi một tí. Cá này to quá. thôi trên đảo này có con gì không em? Lên trên đảo này thử. Hoa gì màu trắng này. Rất mong tình ái rồi. Ui, ngoài kia nhiều rác quá anh ơi. Chắc phải đi ra tiền rồi. Cho tiền chạy đi rồi. Em ra nhặt ít rác á. Ôi toàn gỗ thôi anh ạ. đổ người ta mình còn nhiều đó mình sẽ dành ở đây em mà. Chỗ này không có cá mập nhờ. Rau cải rồi anh ạ. Không biết kịp moi lên đâu. Đã ăn nhổ đeo thì Ok, kiếm chỗ nào ngồi nhỉ? Không có chỗ nào ngồi. Nó mà ngồi được ở chỗ này chắc phải có cái nút nào để nhìn toàn cảnh chứ nhỉ anh nhỉ? đây này lên lên trên đi, lên trên cao đi Có nút nào nhìn toàn cảnh không anh? không mà.
đến sáng nay ạ. Đến sáng nay anh ơi. Em ơi. Nào để vậy chụp được ảnh người ngồi đây nhỉ nhỉ, chắc có nút nào nhỉ, T là cốt truyện đây, có cốt truyện đây này. Có mà thì cái này có mà chẳng qua mình chưa chưa chơi tới mà anh cũng đang chơi rồi. KB thì ping 138. Còn ping em bị cao nhá. Ping anh bao nhiêu? Tin anh 75 này. FPS lúc nào có 60, tại màn hình của em 60 Hz nên là FPS được chỉ lên được 60 thôi. Quên chứ, FPS của anh 75 anh em. FPS màn hình của anh 144 Hz đúng không? 74 hẹn đấy. 74 Hz. 74 Hz thì nó chỉ rơi được khoảng 74-75 FPS thôi. Em Ờ. 60 Hz thì chỉ rơi được 60 thôi. Nếu 144 thì nó lên được hơn 100 ấy. Đúng rồi, nhưng mà 144 cũng cao tiền lắm. Ờ, Không, nếu chắc cũng rẻ mà, chắc 1 triệu 2 triệu thôi mà. gì mình hình nào 1 triệu 2 triệu anh Rẻ mà, anh màn hình rẻ mà. Nếu mà có rồi anh ơi. màn hình em mà mua bên này chắc chỉ khoảng chắc nó rơi khoảng 3 triệu. 3 khoảng đấy. Mà dễ thế, nhưng mà kiểu em cái này là đi theo cây rồi mà em cũng không biết là em ở lại hay em về nữa nên là em cũng chưa dám mua, nếu em ở lại thì em mới đổi, nếu em ở lại thì Chơi em sẽ đổi. được là được rồi, em không cần tính lắm. Nếu mà không, nếu mà màn hình cao hẹp hơn thì kia nhìn nó mượt hơn đấy, nhìn tốc độ di chuyển hoặc là kiểu nhìn nó mượt mà hơn đấy. Đúng rồi, nhìn hình ảnh đẹp hơn cảnh luôn chứ. Anh Đại đó, anh Đại chơi cái màn đẹp. Màn hình nó cao cấp hơn, đầu tư cái màn hình nữa thì cái màn hình này mình làm màn hình phụ, làm luôn hai màn hình cũng được, Live stream luôn rồi. live stream luôn, YouTuber streamer luôn. Em đang làm giang hồ, Chìm mời luôn. em đang làm giang hồ Đúng mõm. Anh vào thành phố của em từ giám đốc công an cho đến giám đốc bệnh viện, ai cũng biết em mới mở quả bệnh viện 911 bộ công an, kéo 20 thằng qua phá luôn. báo Ê, giám đốc bệnh viện cho luôn cả tầng 3 để làm phòng livestream anh ạ. View toàn thì chính luôn. Không biết đùa được. dắt sữa nó đem, nó kêu em dắt sữa nó đem. Uống luôn nó lên ít lắm rồi em ơi, phải nấu cái món ăn nè nó mới về. Đừng nửa cây ạ, Dễ uống thử dễ cái để em múc nữa. lẩu. Đây cái lẩu này nè. Ồ, trứng gà, không có trứng gà. Lâu gái anh chơi đến mấy giờ nghỉ anh? Tầm 12 giờ em. Sớm, bây giờ 10 giờ. Đi server, server được 1400 mê. Nhựa đây rồi, một bài nhựa hiếm nhanh nhờ, Bây giờ không có nhựa luôn, không cách thật đấy. có nhựa anh không có chế được gì.
thật đấy. Giờ kiếm được có gì hay hay chế không nhỉ anh nhỉ? Sao em muốn chế cái gì? Xem thử nào. Bên cạnh cái khẩu súng này là cái gì đây nhỉ anh nhỉ? Nào em Cái trong súng. à, cái lưới, cái đạn đó, cái lưới đấy. Bây giờ nó mới có đấy đúng không anh? Đúng rồi, anh mới vừa học á. À, cái phải học à anh? Tại vì hôm trước mình đâu có săn được cá nóc đâu em, anh mới săn được hồi chiều này mới vừa có, Nhiều nhựa xong đấy. anh mới đi bắt được cái con này nè. Chịu khó đi nhặt rồi, nhặt thì nó mới giặt rồi. Chế hòm ở chỗ nào nhỉ anh nhỉ? Chế cái gì em? Cái hộp đựng đồ hả? Cái hộp đựng đồ này nè, Chế thêm cái hòm nó để đựng nguyên nhựa thôi. đựng cái gì đây Nhựa đây. nè, nhựa để vào đây nè, đóng hộp nè, Đây đây được. một đống hộp trống này, nhưng mà đâu có đồ đâu mà để.